Trở lại chương trình của bản tin ngắn Bob Menendez, thành viên của đảng Dân Chủ đã bị truy tố về tội tham nhũng sẽ xuất hiện đối mặt với phiên tòa đầu tiên trong vụ hối lộ của liên bang. Cái nhân vật này thì đối với tôi đó thì tôi nghĩ là ông nên chống lại, ông chống lại. Thì bởi vì sao? Là bởi vì những cái mà ông làm nó không bằng một góc cô Joe Biden mấy chục triệu đô la. Ông Joe Biden sử dụng con trai của ông để câu cá. Thì cái lý do đó đó, ông cứ tiếp tục chống án. Lần đầu tiên mà tôi cũng cảm giác rằng tội cho ông Menendez. Tức là ông cũng ăn, nhưng mà nó ăn ít. Ăn ít, còn một người ăn nhiều hơn thì vẫn tiếp tục trung trăng giữ cái chính quyền. Thì đó là sự không công bằng như vậy. Ok. Thì tôi sẽ đưa cái bản tin này cho quý vị. Ông Bob Menendez. Ông Bob Menendez như thế nào trong cái vụ ăn uống này? Thú vị hả quý vị? Từ từ. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ Bob phải đối mặt với một... phải đối mặt với thẩm phán liên bang lần đầu tiên và thứ tư để trả lời những cáo buộc hối lộ, khi nhiều cái trường nghị sĩ của đảng Dân Chủ đang lên tiếng kêu ông từ chức. Các cáo buộc liên quan đến sử dụng chức quyền của mình để bí mật thúc đẩy lợi ích của Ai Cập và giúp đỡ ba doanh nhân tại tiểu bang New Jersey. Cụ thể là công tố viên liên bang Manhattan từng trước đã cáo buộc Menendez, 69 tuổi, cùng vợ đã nhận vàng miếng và hàng trăm ngàn đô la tiền mặt để đổi lấy việc thượng nghị sĩ dùng ảnh hưởng của mình để hỗ trợ cho chính phủ Ai Cập can thiệp vào cuộc điều tra thực thi cái pháp luật của các doanh nhân. Menendez thách thức người cáo buộc phải từ chức chủ tịch ủy ban đối ngoại sau khi bản cáo trạng trường trước, nhưng ông vẫn tuyên bố rằng là ông vô tội. Ông nói 710.000 đô la tiền mặt là bởi vì ông còn được cái văn hóa của người Cuba. Đó là đỡ của trinh tưởng của chính quyền và ngân hàng, nên thành ra ông rút tiền mặt ra để giữ tại nhà. Thượng nghị sĩ cấp cao nhiệm kỳ thứ 3 của New Jersey chỉ ra cái nguồn gốc người Mỹ Latin là động lực phía sau để chống lại ông là sự tham nhũng. Ông ấy tin tưởng rằng ông sẽ được miễn tội và không có ý định rời khỏi Thượng viện. Cuộc điều tra đánh dấu lần thứ 3 ông Menendez bị các công tố viên liên bang và chưa bị kết án mặc dù điều tra. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ New Jersey, ông Booker cũng kêu gọi Menendez từ chức. Trong khi đó thì tất cả những thượng nghị sĩ khác cũng từ chức. Bây giờ tôi chỉ ông này, ông Menendez. Bây giờ tôi chỉ ông. Bây giờ ông chuyển qua thành viên của đảng Cộng Hòa đi. Chỉ có thành viên của đảng Cộng Hòa để nó không đi đó không? Ngờ không? Ngờ ngào đúng không? Lấy độc, trị độc. Và đó là chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.